con ong biết tin nhì hoa giữa mênh mông địa trùng rừng xa, chắp lên hành hương mật ngọt vượt qua ngàn gió táp mưa xa. Doanh nhân doanh nghiệp Việt Nam mang dòng máu trắng tư cương, luyện chi bền rèn tài cao, ta cùng hát bài ca làm giàu. La 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 la, làm giàu cho cuộc đời, làm giàu cho đất nước, những doanh nhân doanh nghiệp Việt Nam hãy vươn lên trong. Thưa toàn thể quý vị là hôm nay thì cũng rất là vinh dự cho chúng em, cũng xin được giới thiệu là chúng em đến từ đoàn dân ca quan họ Bắc Ninh, hôm nay trở về với quê hương Nam Định yêu dấu. Để trong chương trình buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ có một chương trình Hội Xuân Nghiệp huyện Xuân Trường, đêm gala văn nghệ Xuân Mậu Tuất năm 2018. Thì trong khi chờ đón quan khách, chờ đón toàn thể quý vị cũng ngay bây giờ thì cho phép và Ngọc Hương và Lệ Thủy sẽ gửi tặng tới tất cả các bác, các chú và các anh chị qua với một sáng tác của nhạc sĩ Hoài An với bài hát Câu Chuyện Đầu Năm. Để trong chương trình buổi chiều nay chúng ta sẽ có không khí của những ngày đầu xuân, và tất cả quý vị có thể dành cho em một tràng vỗ tay thật lớn đấy được không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều, xin mời. Xuân đầu năm,
thể dành cho chúng em một tràng pháo tay lớn hơn chút nữa được không ạ? À, cảm ơn quý vị rất là nhiều và xin được cảm ơn các chị rất nhiều. À, thưa toàn thể quý vị, đến hẹn lại lên và hôm nay thì cũng rất là một cái tình cờ, một cái cơ duyên là chúng em lại được trở về đây gặp quan khách, gặp toàn thể quý vị. Cũng là đầu tiên thì cho phép em xin được cảm ơn sự mến mộ nghệ thuật của ban lãnh đạo, giám đốc của công ty. Xin được cảm ơn tới toàn thể quý vị khách quý và cũng xin được cảm ơn bên trung tâm tổ chức sự kiện của các anh người ta đây đã kết hợp với cả chúng em trong chương trình hôm nay được trở về chung vui, được đem những lời ca tiếng hát để chào mừng toàn thể quý vị Hội Doanh nghiệp huyện Xuân Trường đêm gala văn nghệ Mậu Tuất năm 2018. Và thưa toàn thể quý vị, thưa toàn thể quan khách, và để tiếp tục chương trình trong buổi chiều nay, trong khi chờ đợi quan khách, chờ đợi toàn thể quý vị, thì chúng ta sẽ cùng trở lại với tình cảm của anh hai và chị ba đến từ miền quê quan họ Bắc Ninh, sẽ gửi tới toàn thể quý vị nói về cái còn duyên và cái hết duyên của người quan họ. Còn duyên thì kẻ đón người đưa, hết duyên đi sớm về chưa mặc lòng. Còn duyên em ngồi gốc cây thông, hết duyên em ngồi gốc cây hồng hái hoa. Có yêu anh sang chơi cửa, chơi nhà, cho thời vẽ biết đuốc hoa định ngày. Ngay bây giờ xin mời quan khách cùng toàn thể quý vị cùng trở lại với điều quan họ gửi tới quý vị với bài hát Còn Duyên. Xin mời chúng ta sẽ cùng thưởng thức và đón nghe. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.
Và cũng đầu xuân năm mới, hôm nay cũng rất là vinh dự cho phép tất cả ekip anh chị em nam nghệ sĩ nhận lời mời của ban lãnh đạo của công ty, nhận lời mời của toàn thể quý vị, đặc biệt là ông bà Bàng, cho phép chúng em được trở về đây, được chung vui và được đem những lời ca tiếng hát và để liên tục chương trình. Thì ngay bây giờ xin mời toàn thể quý vị, chúng ta đã có một lần đặt chân về miền quê con họ Bắc Ninh, chắc chắn chúng ta không thể nào quên được những danh lam thắng cảnh như chùa Phật Tích, có núi Thiên Thai, có tranh Đông Hồ, có hội Lim. Ở nơi đây sinh ra những chàng trai quốc toại với những cô gái đẹp nết đẹp người. Họ chọc nhau về nghĩa, họ mến nhau về tài, họ say nhau giọng hát câu ca, để rồi ai đi xa về gần cũng đem lòng thương nhớ. Miền quê ấy người ta vẫn gọi bằng hai chữ rất văn chương: xứ Kinh Bắc, Bắc Ninh. Ngay bây giờ xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng hướng mắt lên sân khấu, đến với giọng hát của anh hai, anh ba sẽ gửi tới quý vị với một bài hát đôi của người con họ. Đêm qua ngồi tựa màn thuyền, răng yên mặt nước càng nhìn non nước càng xinh. Nhác sang trang thủy hữu tình, thơ ngâm ngoài lái, rượu bình giải trí trong khoang, làm trai thì chơi trốn cầu hà. Ngay giờ xin mời toàn thể quý vị cùng trở lại cái tâm sự của anh hai anh ba, gửi tới quan khách cùng toàn thể quý vị với bài hát Ngồi tựa màn thuyền. Xin mời. Oh,
toàn thể quý vị. Và hôm nay thì cũng rất là vinh dự cho chúng em cũng một lần nữa xin được đỡ lời cho ban tổ chức trong chương trình buổi chiều nay được gặp gỡ quan khách chúng ta về đây họp mặt đầu xuân. Và lúc này thì đúng nhìn thấy là các ông các bà cùng toàn thể quý vị khách quý đã hiện diện đang ngồi tại bàn tiệc nước tiệc sầu để chung vui trong chương trình hôm nay. Thì xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng trở lại với giọng hát của chị hai con họ. Hôm nay để thưa với các bà các bác là chúng em rất là vinh dự được sinh ra lớn lên tại miền quê con họ Bắc Ninh. Có lẽ mà chúng em được trở về đây là từ quê hương Bắc Ninh mà trở về tới quê hương Xuân Trường. Thì thưa với các bà các bác, ông rơi vào khoảng tầm 150 cây, rất là xa đúng quý vị. Nhưng chúng em về đây thì cảm nhận cái tình cảm mà quý vị đang dành cho chúng em, những ánh mắt rất thiện cảm, những tràng vỗ tay. Thì ngay giờ xin mời chúng ta sẽ cùng trở lại cái nét đẹp của người con họ. Đó là giọng hát của chị Hai sẽ gửi tới các bà các bác cùng toàn thể quý vị qua với bài hát Ngồi Tựa Song Đào. Và tất cả quý vị chúng ta sẽ dành cho em một tràng vỗ tay thật lớn nữa đó chào đón giọng hát của chị Hai được không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều, xin mời.
toàn thể quý vị khách quý, thưa toàn thể quan khách. Trong câu nói của người con họ của chúng em, có nói là dưới rời mấy kẻ biết ra chỉ có tỉnh nhà mà thôi. Ngoài Lắp Thành chỉ có Bắc Ninh, nghề chơi quan họ có tinh mấy tường. Mời toàn thể quan khách, chúng ta có mỗi độ xuân về. Vào ngày 13 tháng Giêng, chúng ta trở về lễ hội lớn nhất của người quan họ, đó là hội Lim. Chúng ta được gặp gỡ với đôi quan họ của chúng em, gửi tới quý vị những làn điệu dân ca quan họ đầm thắm, trữ tình của 49 làng quan họ. Trống đã sụp, người ơi mau đến hội, đón ba tầm với cánh áo tứ thân. Xin gửi lòng mình vào trong câu hát, trống rộn ràng đi chảy hội mùa xuân. Ngay bây giờ quan khách cùng toàn thể quý vị đến với đôi quan họ của chúng em, top 5 nữ, gửi tới quý vị qua bài hát Chảy Hội Xuân, một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Lương. Quý vị dành cho chúng em một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt đến đợi chúng em gửi tới toàn thể quý vị bài hát này. Cảm ơn quý vị. Nhanh hơn anh em ơi. Hội đông vui quá anh em ơi. Đông vui quá anh em ơi. Trời ơi. Cảm ơn con rất là nhiều. Cho lòng ai yêu cũng nhớ tông tình quê trong
Và thưa quý vị, trong khi tiếp tục trả lời quý vị thì ngay sau đây xin mời quý vị cùng thưởng thức với tiếng hát của anh Hiền, trưởng phòng Ngân hàng Công Thương tỉnh Nam Định, sẽ có một ca khúc để gửi tặng tất cả quý vị trong chương trình buổi chiều nay. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời anh. Báo cáo toàn thể các quý vị đại biểu thì thực ra hôm nay là thế em cũng bị tránh chương trình. Này là do các bác bố trí thì em trước tiên thì xin chúc tất cả các doanh nghiệp của Xuân Trường chúng ta luôn tục phát triển và mãi mãi. Và sau đây em xin gửi tặng bài hát Biển Nỗi Nhớ vào em ạ. Và thưa quý vị, cái quý lúc này thì để chào mừng tất cả sinh viên của quý vị. Sau đây những doanh nhân thành đạt cũng là một trong những tiếng hát rất hay của doanh nghiệp Xuân Trường. Xin được chào mừng trở về sân khấu tiếng hát của chú Đinh Minh Hùng, giám đốc công ty tập đoàn Tấn Hưng, sẽ có một ca khúc để gửi tặng quý vị trong chương trình buổi chiều hôm nay. Xin quý vị một tràng tay để chào đón tiếng hát của chú Minh Hùng trở về sân khấu chiều hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu và mời chú. Trước tiên, cho Minh Hùng gửi tới các quý vị lãnh đạo của huyện Xuân Trường và các địa xã địa phương cùng tất cả các quý vị khách quý của gia đình anh Bàng. Hôm nay cũng rất là vui mừng hội doanh nghiệp được đón trong những cái niềm vui của hội được tới gia đình anh Bàng. Alo. Gia đình anh Bàng. Và anh Bàng hôm nay cũng là ngày đăng cai và cũng là ngày ủng hộ cho hội doanh nghiệp trong cái ngày tiệc vui của đầu xuân. Minh Hùng cũng không biết nói gì hơn, Minh Hùng chỉ biết chúc sức khỏe tới gia đình, tới tất cả các vị lãnh đạo của
huyện và các vị lãnh đạo của địa phương cùng toàn thể các ông bà, anh chị em và các lãnh đạo của các công ty. Một lời chào và một lời chúc đầu xuân mạnh khỏe, hạnh phúc và nhiều điều may lành. Minh Hùng sẽ gửi tới bài cây đàn guitar của nốt ca. Mặt trời hồng trên cát lông quét bao nhiêu là tiếng đàn guitar của nốt ca. Giọt lệ buồn ướt đẫm áo choàng đỏ thắm quét ba nhà, thấy giọt buồn guitar của nốt ca. Tìm lại vần thơ tranh đấu quét ba nhà là tiếng đàn guitar của lột ca. Dặm đường dài với những lối buồn, người vô tơ gì ga hát lên bài ca tranh đấu. Trong mắt
là một ca khúc quá tuyệt vời. Và thưa quý vị, ca khúc cây đàn guitar của Oscar đã làm nên tên tuổi của chú Minh Hùng. Thưa quý vị, hẳn quý vị đang theo dõi chương trình buổi tối ngày hôm nay, quý vị chúng ta có thể hướng mắt về sân khấu này. Trên này có một cây guitar, đó chính là của chú Minh Hùng. Thưa quý vị, ngoài công việc thường ngày thì thời gian còn lại chú Minh Hùng luôn gắn liền với cây guitar. Và lát nữa thì trong chương trình tiệc mừng, chú Minh Hùng sẽ tiếp tục gửi tặng tất cả quý vị với những tỉa tốt ngọt ngào với tiếng du dương của cây guitar. Một lần nữa xin được thay lời cho ban tổ chức xin được chân thành cảm ơn tiếng hát của chú Minh Hùng trong chương trình chiều hôm nay. Và giờ đây đã sắp tới giờ khai mạc chương trình buổi chiều ngày hôm nay. Cho phép ban tổ chức tôi xin phép được đại diện cho ban tổ chức xin kính mời tất cả quý vị đại biểu khách quý, các doanh nhân, các phu quân, các phu nhân cũng như quý vị, chúng ta sẽ cùng trở về với trung tâm vòng rạp để chúng ta sẽ cùng ổn định vị trí trước khi chúng ta bước vào chương trình buổi chiều ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin tiếp tục đón mời tới tất cả sinh viên của tất cả quý vị đại biểu đại diện cho chính quyền ủy ban nhân dân huyện Xuân Trường, quý vị đại diện cho chính quyền ủy ban nhân dân các địa phương, các doanh nghiệp, các công ty tổ chức sự nghiệp, chúng ta cùng về tham dự trong chương trình gặp mặt đầu xuân Mậu Tuất năm 2018 tại công ty cổ phần đóng tàu Thủy Hoàng Phong tại tư gia của gia đình ông bà Phạm Văn Bàng trong chương trình buổi chiều ngày hôm nay. Thì xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng ổn định vị trí để chúng ta sẽ cùng chuẩn bị bắt đầu chương trình chiều hôm nay tại trụ sở của gia đình ông bà Bàng. Thì giờ này xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ tiếp tục mời nước, mời thuốc, mời chầu và tiếp tục gặp lại những chàng trai, những cô gái của làng dân ca quan họ Bắc Ninh trong chương trình chiều hôm nay.